Kính chào quý vị các em thân mến. Chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị và các em theo dõi những tiết mục sau: 19 giờ phim truyện thiếu nhi Khu vườn bí ẩn, 19 giờ 30 phút Thắp sáng niềm tin, 19 giờ 50 phút Tin thế giới, 20 giờ Quả táo đỏ, 20 giờ 20 phút Chinh phục đỉnh Everest, 20 giờ 30 phút truyền hình trực tiếp chương trình Âm nhạc của tôi, 22 giờ Tin trong nước, 22 giờ 20 phút Câu chuyện các ngôi sao, 22 giờ 40 phút Du lịch và cuộc sống, 23 giờ Tin cuối ngày, Tin thế giới, Tin thể thao, 0 giờ 15 phút Giải trí nước ngoài, 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Giám đốc và 18 cô thư ký tập 26, 1 giờ 30 phút khám phá những động vật chân đầu, 2 giờ chuyên đề âm nhạc, tác giả, tác phẩm, ca sĩ, 2 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam hộ chiếu vào đời tập 11, 3 giờ 20 phút nhịp sống Sài Gòn, kiến trúc tôn giáo ở Sài Gòn, 3 giờ 40 phút khéo tay hay làm, há cảo nhân tôm, 4 giờ thông tin văn hóa khoa học kỹ thuật, virus máy tính. Bây giờ mời quý vị và các em theo dõi chương trình truyền hình tối nay.